Chào các em, chúng ta đến với bài số 17 chương trình tin học 6 à, cũng là bài cuối cùng của chương trình tin học 6, bài chương trình máy tính. Thì sau bài này em sẽ biết được chương trình là mô tả thuật toán để máy tính hiểu và thực hiện được. À, vậy các bạn thấy là sau khi chúng ta học xong bài cấu trúc điều khiển, chúng ta đã biết được cách để mà chúng ta mô tả thuật toán về một cái nhiệm vụ, một cái bài toán nào đó, thì chúng ta sẽ tiến hành viết chương trình. Thì ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu những cái chương trình cơ bản đầu tiên à, nghĩa là chúng ta giống như là những cái lập trình viên nhí rồi đấy, chúng ta làm quen với cấu trúc à, điều khiển lập, rồi cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh nhân dân. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục tiếp xúc với chương trình ha. Rồi ở phần số 1, chương trình máy tính này thì người ta sẽ nói như thế nào? Từ khi máy tính ra đời, nhiều công việc có máy tính trợ giúp nên thực hiện nhanh, chính xác và hiệu quả hơn. Muốn máy tính giúp giải quyết công việc thì ta phải gì? Chỉ dẫn cho máy tính cách thực hiện. Có nghĩa là bây giờ muốn tính tổng hai số thì các bạn phải viết chương trình sao cho nó tính tổng được hai số ra kết quả chúng ta ha. Do đó cần sử dụng một ngôn ngữ mà máy tính hiểu được. Ngôn ngữ lập trình chính là ngôn ngữ được dùng để tạo ra chương trình chỉ dẫn cho máy tính hiểu cách thực hiện công việc. Chương trình là gì? Chương trình là tập hợp các lệnh viết bằng ngôn ngữ lập trình nào đó. À, trên thế giới hiện nay có rất là nhiều ngôn ngữ lập trình chỉ dẫn theo từng bước của thuật toán để máy tính thực hiện. Nói cách khác, chương trình là một cách mô tả khác của thuật toán để máy tính có thể hiểu và thực hiện được. Như vậy các bạn có thể hiểu ý chỗ này là gì? Chúng ta đã có thuật toán à, bước 1 làm gì, bước 2 làm gì, rồi quay lại kiểm tra dần dần các thứ, đó là chúng ta hiểu. Rồi chúng ta sẽ chuyển cái thuật toán đó thành cái chương trình mà máy tính hiểu để nó thực hiện cho chúng ta. Thì trong sách giáo khoa có nói hiện nay có rất là nhiều ngôn ngữ lập trình à, Python, C, Java, C cộng cộng vân vân. Nhưng mà ở đây người ta sẽ minh họa cái thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình trực quan RAS. Này, ngôn ngữ này các bạn đã được học ở tiểu học rồi, cho nên người ta sẽ tiếp tục minh họa ở đây để cho các bạn dễ nắm ha. Rồi chúng ta sẽ viết kiến thức lý thuyết ở đây là gì? Chương trình, máy tính thực hiện công việc theo chương trình. Chương trình là mô tả thuật toán để máy tính hiểu và thực hiện được. Chương trình dựa trên các dữ liệu đầu vào, tiến hành các bước xử lý để trả lại kết quả đầu ra. Vậy các bạn thấy ở hình 6.13 là chương trình RAS tính tổng hai số AB, và người ta có chỉ ở bên tay trái là những cái bước của thuật toán, bên tay phải là chương trình viết như thế nào. À, người ta chỉ chúng ta rất là cụ thể. Ví dụ như ở phần nhập vô hai số AB thì chúng ta sẽ thấy đó là gồm các lệnh hỏi nhập số A đợi mấy giây đó, rồi chúng ta sẽ nhập vô số A, rồi hỏi nhập số B bao nhiêu đó, rồi đó là phần nhập, rồi tính tổng ha, rồi trả lời thông báo. Đó là bây giờ thầy sẽ cho các em xem một cái chương trình demo thầy đã làm sẵn nha. Các em lưu ý nè, đối với chương trình RAS á thì nó hơi khó cài đặt. Vì sao? Nó phải phân biệt được cái gì, mỗi một cái hệ điều hành khác nhau thì nó sẽ có một cái bản RAS khác nhau. Thì hiện nay chúng ta sẽ có một cái trang web á, của RAS luôn à, .mit.edu. Chúng ta sẽ thực hiện trực tiếp ở trên trang web luôn, rất là tiện lợi mà chúng ta không cần phải cài đặt gì hết ha. Vì cài đặt rất là khó khăn cho nên là thầy sẽ để cái liên kết ở phía dưới cái video này à, ở phần mô tả. Các bạn chọn vào cái liên kết và có tiếng Việt luôn đây, cái bản tiếng Việt này các bạn. Các bạn sẽ làm, nếu các bạn muốn tham gia đầy hơn, tham gia các RAS này, này kia dân dân, các bạn sẽ đăng ký một tài khoản à, rồi các bạn sẽ tìm hiểu thêm. Nhưng mà vấn đề ở đây, ý thầy muốn nói là các bạn không cần phải cài đặt cái chương trình RAS vào máy tính, mà các bạn mở trang web à, nó là trang web, và thầy sẽ để cái liên kết phía dưới, các bạn chỉ chọn vào. Rồi các bạn thấy ở bên tay trái có rất là đầy đủ các ứng dụng á, đầy đủ các công cụ để chúng ta viết hết. Thì đây là cái phần thầy đã demo sẵn, bây giờ thầy sẽ chạy cho các bạn xem ha. Rồi thầy chọn vô đây, chọn vô lá cờ để chạy ha. Rồi rồi cùng làm toán nhé. Nhập số A, rồi chúng ta sẽ nhập vô số A, ta sẽ nhập số số 10 chẳng hạn. Rồi yêu cầu nhập số B, ăn mẹ quy nhập số B, thầy tiếp tục nhập vô số 15. Rồi tổng AB là 25, 10 cộng 15 là 25. Rồi, kết thúc. Các bạn thấy rất là hay ha, đây là chương trình giống như trong sách giáo khoa thôi, tại demo ra thôi. Đó, rồi. Dựa vào chương trình tính tổng hai số bằng ngôn ngữ tự nhiên, bên tay trái là ngôn ngữ tự nhiên, chương trình RAS là bên tay phải. Em hãy bổ sung nội dung vào các dấu chấm hỏi
trong bảng sao. Công việc nhập dữ liệu đầu vào, mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ tự nhiên là gì? Là chúng ta gì? Nhập hai số AB, đầu vào là hai số AB. Chương trình máy tính viết bằng lệnh RAD, như vậy chúng ta sẽ có những câu lệnh nào? Vậy các bạn có thể nhìn vô là sẽ có từ câu lệnh số 1 đến câu lệnh số 6, nó sẽ đảm nhận cái việc là nhập vào hai số AB. Rồi, phần xử lý, công việc xử lý mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ tự nhiên là gì? AB gán cho tổng, đây AB gán cho tổng. Và chương trình máy tính thì là câu lệnh số 7, đây. Rồi, và cuối cùng thông báo đầu ra. Thông báo đầu ra là ở trên mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ tự nhiên là thông báo giá trị tổng, còn chương trình RAD là câu lệnh số 8. Đơn giản ha. Rồi, chúng ta sẽ đến với phần thực hành tạo chương trình máy tính. Thì các bạn lưu ý khi dạy bài này, thầy cô sẽ cho chúng ta học trên phòng máy để vừa giải lý thuyết vừa thầy thực hành cho nó tiện ha. Rồi, xác định đầu vào đầu ra của bài toán. Yêu cầu bài toán là tính số tiền lãi thu được hoặc là số tiền bị lỗ. Để đơn giản bài toán, trong trường hợp tiền mua vật liệu bằng tiền bán được thì coi như tiền lãi bằng không. Như vậy nếu số tiền bán được lớn hơn hoặc bằng số tiền mua vật liệu thì tiền lãi bằng A trừ B, còn không thì tiền lỗ bằng B trừ A. Đầu vào là hai số AB, đầu ra là số tiền lãi hoặc là số tiền bị lỗ. Rồi, đây là trình bày bằng sơ đồ khối. Đây, thầy sẽ nói sơ qua để chúng ta nắm được. Bắt đầu, chúng ta sẽ nhập vô số tiền bán là A và số tiền mua vật liệu là B. Số tiền bán là A, số tiền mua vật liệu là B. Nếu A lớn bằng B mà đúng thì chúng ta thông báo tiền lãi sẽ bằng A trừ cho B, nghĩa là tiền bán lớn hơn tiền mua vật liệu thì là lãi, có lời, thông báo tiền lãi. Còn ngược lại, nghĩa là A nhỏ hơn B, có nghĩa là A lớn hơn B mà sai đó, thì chúng ta thông báo tiền bị lỗ, chúng ta lấy B, chúng ta trừ cho A và chúng ta thông báo tiền bị lỗ. Rồi, chúng ta kết thúc. Vậy các bạn thấy, nhìn vô đây, đây là một cấu trúc rẽ nhánh dạng gì? Dạng đủ, kết hợp với cấu trúc tương tự. Các bạn thấy kết hợp hai cấu trúc. Rồi, nếu như chúng ta chuyển sang chương trình RAD thì ở đây người ta hướng dẫn luôn. Bắt đầu thì chúng ta sẽ chọn lệnh là có cái cờ đây. Rồi nhập số tiền bán thì thật ra chỗ này là nhập vô hai cái biến AB thôi. Nhưng mà chúng ta thêm cái câu là thay vì hồi nãy chương trình demo của thầy là nhập vô số tiền, nhập vô số A thì lúc này là sao? Nhập vô số tiền bán rồi mình nhập vô số A. Rồi nhập số B thì là nhập vô số tiền mua vật liệu. Rồi chúng ta sẽ làm quen với cấu trúc đi, cấu trúc điều kiện. Thì nếu A lớn hơn B hoặc A bằng B thì chúng ta sẽ in ra là số tiền lãi là chúng ta lấy A trừ B. Còn không nghĩa là cấu trúc điều kiện đây thì chúng ta lấy B trừ A và chúng ta ghi là số tiền bị lỗ. Cái phần này các bạn có thể dễ dàng làm được thôi ha, vì các bạn đã làm quen với ngôn ngữ lập trình RAD ở tiểu học rồi ha. Rồi, bây giờ chúng ta sang phần luyện tập. Người ta biểu tìm câu sai. Chương trình máy tính là một dãy các lệnh mà máy tính có thể thực hiện và hiểu được. Như câu này đúng, chúng ta không chọn nè. Rồi, câu B, chương trình máy tính được viết bằng ngôn ngữ lập trình, đúng luôn. Câu C, máy tính có thể thực hiện các lệnh trong chương trình theo trình tự tùy ý. Thấy chữ tùy ý là chúng ta thấy là sai rồi, cho nên chúng ta sẽ chọn câu 1C. Rồi, phải trình tự mới được chứ không tùy ý được. Rồi, câu số 2, cho chương trình RAD như hình 6.15. Đây, em hãy cho biết chương trình đó thực hiện thuật toán nào. Thì các bạn nhìn vô coi, điểm toán A, điểm văn B, điểm tiếng Anh C, rồi tính trung bình cộng, nếu lớn hơn 8.0 thì bạn được hưởng ngôi sao, còn ngược lại thì bạn cần cố gắng lên nhé. Như vậy em hãy cho biết chương trình đó thực hiện thuật toán nào, thì chúng ta trả lời là gì? Chương trình này thực hiện việc tính trung bình cộng của ba số ABCD đó. ABC đó là điểm toán, điểm văn và điểm ngữ văn, nghĩa là tính trung bình cộng của ba số. Hãy xác định đầu vào đầu ra của thuật toán. Thì chúng ta thấy gì? Đầu vào là cần có số A, số B và số C tương ứng với điểm toán, điểm văn và điểm tiếng Anh. Rồi, đầu ra là gì? Chúng ta sẽ thông báo hoặc là bạn được thưởng ngôi sao hoặc là bạn cần cố gắng lên nhé. Câu C, hãy cho ví dụ cụ thể giá trị dữ liệu đầu vào và cho biết kết quả đầu ra tương ứng. Bây giờ thầy ví dụ học sinh thứ nhất có điểm toán là 9, như vậy là A bằng 9, điểm văn là 8, như vậy là B bằng 8, và điểm tiếng Anh là 10. Như vậy chúng ta sẽ cộng điểm 9, điểm 8, điểm 10 lại, rồi sau đó chúng ta sẽ chia cho 3.
Thì các bạn sẽ thấy là 8 cộng 9 là 17, 17 cộng 10 là 27, 27 chia 3 bằng bằng 9, 9 lớn hơn bằng 8. Cho nên chương trình sẽ in ra gì? Bạn được tưởng sao? Rồi, trường hợp thứ hai thầy sẽ có là một học sinh nào đó có điểm toán là 7, điểm văn là 6 và điểm tiếng Anh là 8. Như vậy các bạn sẽ cộng là 7 cộng 6 là 13. 13 cộng cho 8 là 21, 21 chia 3 thì các bạn được 7. 7 nhỏ hơn 8 cho nên chúng ta sẽ in ra chữ gì? Bạn cố gắng lên nhé. À, đó là cái ví dụ để chúng ta biết được cái chương trình nó chạy như thế nào. Rồi, hãy trình bày thuật toán bằng sơ đồ khối. Thì các bạn sẽ xem cái sơ đồ khối của nó đây. Đây. Bắt đầu. À, rồi, đầu vào là nhập vô điểm toán là A, điểm văn là B và điểm tiếng Anh là C. Rồi, chúng ta thực hiện lệnh A cộng B cộng C chia cho 3 là điểm trung bình. Nếu điểm trung bình lớn hơn 8 thì chúng ta sẽ in ra chữ dòng thông báo bạn nhận được ngôi sao. Còn nếu sai, có nghĩa là nhỏ hơn bằng 8 thì thông báo bạn cần cố gắng lên nhé. Vậy ở đây các bạn thấy đây là cấu trúc gì? Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ kết hợp với cấu trúc tương tự để chúng ta được cái sơ đồ khối như thế này. Rồi. Câu số 3. Cho chương trình RAD như hình 6.16, em hãy trả lời các câu hỏi sau. Đây, chương trình đây. Chương trình đó thực hiện công việc gì? Chương trình này nè, thực hiện công việc gì? Thì chúng ta nhìn vô coi, xin chào, lặp lại 10 giây, di chuyển 10 bước, chơi trống, chỉnh kiểu, quay thành left right, nếu chạm biên bật lại. Vậy các bạn thấy là chương trình này nhân vật sẽ nói chữ xin chào trong vòng mấy giây, trong vòng 2 giây. Rồi sau đó sẽ lặp lại 10 lần, mấy lần di chuyển, lặp lại 10 lần việc di chuyển 10 bước. Nếu chạm biên thì quay lại. Trong quá trình nhân vật di chuyển, chương trình phát âm ra tiếng gì? Tiếng trống. Này, trong quá trình di chuyển thì phát ra tiếng trống. Câu B. Các cấu trúc điều khiển tương tự rẽ nhánh và lặp có được sử dụng trong chương trình không? Hãy nêu các câu lệnh trong chương trình để thể hiện cấu trúc đó. Thì chúng ta trả lời như thế nào đây? Cấu trúc tương tự được thể hiện ở việc lần lượt thực hiện các lệnh từ từ trên xuống. À, ví dụ nói xin chào xong rồi mới mới di chuyển, đó là cấu trúc tương tự. Thực hành tạo chương trình bằng RAD thì các bạn có thể tự làm ha. Rồi. Bây giờ tới phần vận dụng. Em hãy vẽ sơ đồ khối mô tả thuật toán tìm số lớn hơn trong hai số AB. Từ sơ đồ khối đó em hãy viết chương trình RAD thực hiện thuật toán. Thì đây là cái sơ đồ khối cho các bạn tham khảo ha. Nhập vô hai số AB. Rồi nếu như A bằng B mà đúng đúng thì chúng ta in ra chữ hai số bằng nhau. Nếu sai sai thì chúng ta sẽ xét coi A với B số nào lớn. Nếu A lớn hơn B mà đúng đúng thì chúng ta thông báo là thông báo số A lớn hơn. Còn nếu như sai sai nghĩa là chúng ta thông báo số B lớn hơn, rồi kết thúc. Vậy các bạn sẽ thấy đây là có cấu trúc tương tự từ trên xuống. Cấu trúc gì? Cấu trúc rẽ nhánh dạng dạng đủ. À, cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ. Rồi. Chương trình RAD tương ứng ha. Rồi các bạn có thể tham khảo và các bạn thực hiện trên cái trang web thầy sẽ để ở phía dưới của cái video này. Rồi. Em hãy viết chương trình RAD thực hiện thuật toán tính trung bình cộng của ba số. À, tính trung bình cộng của ba số thì thật ra gì? Nó giống như việc tính trung bình cộng của điểm toán văn anh văn hồi nãy chúng ta mới làm ở đây thôi, mà chúng ta không cần phải tính xét điều kiện luôn. À, chúng ta thông báo ra thôi, nó còn dễ hơn nữa. À, đây, đây là bên tay trái là sơ đồ khối và bên tay phải là gì? Là cái chương trình RAD tương ứng. À, rất là đơn giản thôi. Rồi. Rồi, đó là nội dung của bài số 17, cũng là bài cuối cùng của chương trình tin học lớp 6. Hy vọng các em là sau khi xem cái khóa học này rồi, các em đã nắm được những kiến thức cơ bản của chương trình tin học 6 và làm bài thi đạt kết quả tốt. Và hẹn gặp lại các em ở những bài của chương trình tin học 7. Rồi, xin chào các em.